Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Apple Watch tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa phạm. Video clip tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một chức năng rất là mới trong đối tượng UI Image hình ảnh của Apple Watch, đó là đối tượng Animation. Thì bạn biết là để tạo ra một cái nhân vật chuyển động á, thì đang bước đi chẳng hạn, thì người họa sĩ sẽ phải vẽ rất nhiều tấm hình. Nhân vật đó đang nhích từng bước, và người ta ghép cái chuỗi hình này lại thì người ta sẽ được một cái đối tượng đang chuyển động, giống như hình hoạt hình gì đó. Thì ở đây trong Apple Watch mình cũng có chức năng animation để ghép những hình đó lại. Thì ngày xưa bên lập trình iPhone, lập trình iOS thì mình phải sử dụng đối tượng là NS Timer, hoặc là mình sử dụng Sprite Kit để mình làm. Nhưng mà đối với lập trình Apple Watch có một chức năng rất là hay, đó là chức năng Animation. Rồi tôi sẽ hướng dẫn cho bạn sử dụng đối tượng Animation này. Đầu tiên các bạn có thể lên mạng, bạn tìm cho tôi một hình GIF nào đó. Ví dụ tôi vào trang Wikipedia, bạn vào đúng đường dẫn này nha. Bạn lấy cái hình trái đất này về, nó là hình GIF nha bạn. Các bạn click phải, bạn save nó về. Tôi để desktop nha, Rotating Earth Large. Bạn nhớ là hình GIF không thể nào đưa vào trong app mình được đâu, nó không có chuyển động đâu. Thì bây giờ tôi muốn cái hình GIF này mà chạy được trong Apple Watch thì đầu tiên là bạn phải cắt cái hình này ra. Sau đó bạn sửa cái tên lại. Tất cả hình ảnh được bạn cắt được đều giống nhau cái tên mà chỉ khác nhau số đằng sau thôi. Và bước cuối cùng là mình kích hoạt chức năng Animation. Rồi, bây giờ để cắt cái này ra thì thay vì bạn làm thủ công bằng tay, bạn có thể làm như sau. Các bạn truy cập vào website là easygif.com. Trang web này nó giúp cho mình cắt cái file GIF thành những hình con. Các bạn chọn vào GIF Split. GIF Split, Split là cắt ra đó bạn, tách ra đó. Bấm Browse và các bạn chọn cái tấm hình mà mình mới vừa save về nhé. Rotating Earth. Upload. Đó. Yêu cầu nó cắt nha. Split it. Đó. Nó cắt ra mình rất nhiều tấm hình, và cái này nếu là bằng tay thì rất là cực nha. Đó. Và bạn có thể click phải save về, nhưng mà không cần, chỉ cần bạn bấm vào download frame and zip. Đó, download về xong. Lưu ý thì khi download về xong bạn mở nó lên. Mở nó lên nha, thì nó bung nén ra cho mình là mình sẽ có tất cả là 43 tấm hình. Và lưu ý bạn sửa tên lại cho tôi nha. Chữ frame có thể bạn giữ lại, nhưng mà đằng sau chữ frame á, số 0 nè, bạn xóa số 0 đi. Đó, để số 0 lại thôi, còn gạch 00 bỏ. Tương tự, cái này tấm số 1, để số 1 lại thôi ha. Và lưu ý, hình ảnh bạn sửa cái đuôi lại giùm tôi là PNG luôn. PNG, Enter, chọn Use PNG. Chuyển tất cả thành cấu trúc này cho tôi nha. Frame, rồi tới mã số tấm hình đằng sau, tấm 1012 gì đó. Và đuôi bắt buộc phải là PNG nha. Bạn ngồi bạn làm đầy đủ hết 43 tấm đi để mình chuẩn bị hình. Thì ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn cái folder, tôi đã làm sẵn rồi. Thì sau khi bạn sửa xong thì bạn để cấu trúc nè. Tất cả chữ frame giống nhau hết và nó khác nhau con số bên phải thôi. Nó dao động từ 0 cho tới 43. Rồi, bây giờ tôi nhúng nó vào trong app mình như sau. Tôi tạo project mới. Create Scope Project. Single View Application. Demo 3. Gạch dưới, tôi đặt tên là Animation. Rồi, mình đã lập trình Apple Watch vào file New Target. WatchKit App. Finish. Activate. Bạn có thể bung cái storyboard ra. Và đây là những interface nè nha. Rồi bạn bung cái khung công cụ ra bằng cách là bạn nhấp vô cái đối tượng này nè. Cái khung này bung ra. Rồi, đó. Rồi, thì thật ra cũng chưa cần đâu nha. Bây giờ bạn nhìn kỹ đây như sau. Bạn nhìn trong cái đối tượng extension của mình, nó có cái image is cat. Rồi các bạn nhấp vào nó thì bạn thấy đây chưa có hình ảnh nào hết. Ở đây nó còn một cái image nữa. Thì gợi ý là bạn nên chèn hình ảnh vào trong cái WatchKit app dưới này nha. Tôi nhấp vào image Xcat ở nằm trong WatchKit app. Rồi, bạn nhích cái màn Xcode qua một bên và bạn để cái màn hình của cái những tấm hình mình chuẩn bị nè.
Bạn chọn từ tấm số 0 cho tới tấm cuối cùng, tấm 43. Bạn nắm, bạn kéo nó vào trong cái khung này dưới app Icon nha. Đó, thì đây là cách add hình vào trong cái app mình một cách nhanh nhất. Đó, đây là những tấm hình mình add được. Và bạn thấy là tấm hình của mình á, nó giống như chữ frame, và nó khác nhau mã số đằng trước. Rồi, tiếp theo, bây giờ tôi quay về storyboard, tôi chèn đối tượng hình vào, một tấm hình vào nha, tôi cho nó lớn một tí. Rồi, aspect fit. Rồi, bạn nhìn kỹ nha. Bây giờ bạn nhấp vào tấm hình, một image bạn bung ra, bạn chọn đại, ai cũng được. Nhưng mà rõ ràng tôi đâu có hiện tấm này đâu. Tất cả tấm hình giống nhau chữ frame. Bạn bỏ con số đi, bạn để chữ frame thôi. Bỏ con số đằng sau đi nha. Bạn thấy ngay nó bị lỗi, cãi nó. Cái mình đang cần là animation mà. Ở đây quan trọng nha. Bạn chọn tấm hình nha, animate, bạn chọn yes. Duration là tốc độ chuyển, bạn để số 1. Animate on load nghĩa là tự động nó diễn ra animate khi run app. Rồi run. Đây là cái bản đồ của mình. Đó. Và bạn thấy là nếu nhìn thì bạn có vẻ tưởng nó là chuyển động, mà thật ra nó là những tấm hình GIF và nó ghép lại với nhau đó bạn ha. Rồi, ok, xong. Như vậy tóm lại, để tạo một cái chuyển động animate thì đầu tiên bạn phải chuẩn bị được cho tôi những cái tấm hình đã nha. Bạn add cái hình vào image set nằm trong WhatKit app. Tất cả hình của bạn là giống nhau cái tên, và tấm nào muốn hiện trước thì bạn cứ đặt con số từ nhỏ tới lớn, 0, 1, 2, 4, 5 gì đó, càng nhiều thì chuyển động mình càng mượt thôi. Đó là bước số 1. Bước số 2, trong màn hình các bạn chọn một đối tượng hình, bạn đặt cái tên image là cái phần giống nhau đằng trước, còn cái mã số đằng sau mình đừng có gõ. Animate là yes, duration là 1. Và đây là cách mình nhúng đối tượng animation vào trong Apple Watch. Cảm ơn bạn đã theo dõi video clip.